ở trong điện thoại của nó còn lại đó. Dạ. Cái số điện thoại của vợ nó 2 số, nó đề chỉ vợ yêu. Ồ. Thấy tội nghiệp vậy. Vợ yêu. Số của vợ yêu á. Nên bác giờ bác thấy bác muốn khóc rồi. Thấy tội nghiệp nó. Nó biết thương vợ nó mà. Đây là cái ngôi nhà mà gây án hiện trường còn ha cô chú anh chị và các bạn. Con mới chết luôn. Mày ở đâu? Nó quang đi. Nó không có âm u nữa. Thì đánh sập thì biết rồi đó. Mà để nắng nắng lại rồi tôi đánh sách chảo vào cái đồ. Không làm gì hoài. Ông đi với tội nghiệp mà ông đi yếu xìu bà đừng cho làm nó làm cái ống si nữa. Triệu chứng mình không có biết. Ông nói sao đi mua gà hả? À. Ai đi mua gà cho anh vợ hả? Ông nói mua con gà đó. Ông không nghe nó lớn lên. Bị bữa trước bữa bảy tay á, bác thấy nó cầm con gà từ dưới bến đi lên, làm con gà sạch lông hết rồi, mà mình đâu có để ý. Bữa năm tay hay sáu tay gì á, nó vậy gầu quá chào anh. Không có đêm đó là không có ai nghe gì chân hết bác hả? Không, đêm đó là không có ai hay gì chân không bị đóng cửa hết mà bác ngủ nhà trên còn nó ở dưới này. Rồi ông có đi vô trong trong kia trống không? Bên bên xuôi không? Bữa đó có qua. Dạ. Như cái bữa làm đám đi qua anh chút. Còn bữa chôn thì bị bác mệt quá bác không có qua. Dạ. Buồn. Hôm nay ông khỏe không? Cũng còn mệt quá cháu ơi. Bị bệnh nè. Làm ông dọn dẹp đó ha. Ủa, bộ hai cháu người Bắc hả? Thì vô lâu mau rồi. Lâu rồi con ở đây, vợ con ngoài Bắc. À. Con Bắc. À. Được mấy đứa con? Rồi anh Hiệp bị gì rồi giờ? Ai chung sống với hai bác? Có hai vợ chồng tao với nhỏ cháu ngoại à. Bộ tại giờ có quay hả? Dạ không. Nhỏ con của bác nó cũng nói. Nó nói trên mạng nó nói bà quá cỡ. Tao là kệ nó nói gì nó nói. Dạ. Tao biết tao được rồi. Dạ. Bộ con với cháu mình không biết thương sao mà mình nói bậy. Dạ đúng rồi. Giờ. Dạ. Cố lên ông. Cái này là không có trách ông được, đâu phải là cái sự mong muốn nó như vậy đâu. Ừ. Không có trách ông được. Không, đâu làm vậy được. Nhưng mà nhiều thằng lên mạng không biết nó nói cái gì. Mà nhỏ em tao nó nói biểu đừng có cho quay nữa. Quay là nó nói bậy, nó bạ hoài. Cái này trách ông mà tội chết. Ừ. Thì kệ, thằng nào nói gì á nói. Trời. Ừ. Trời. Ông nghĩ cái này là có chuyện tâm linh không? Có
Có chứ, phải nghĩ tới cái đó, nó có. Có à, rồi ông kể cho con nghe coi. Ông kể tâm linh con nghe coi. Bây giờ trước khi nó giết vợ con đó, bác thường thường cúng vái hoài à. Rồi trước đó bác quên đi, bác không có cúng nổi, chỉ lại thôi à. Thành ra cách có hai bữa là tới. Ừ. Chứ trước đó là bác cúng đều đều, tụng kinh theo đạo Cao Đài á. Dạ. Ừ. Bác tụng kinh hả? Ừ. Chiều đến là tụng hả? Ừ. Tính làm quẩn làm sạch ăn trước này cho chống chạy, rồi từ từ mới tới cái nhà. Bị mưa hoài khó làm quá. Thường thường là hai chồng không có gây lộn gì chứ, thấy không? Không, thương nhau lắm, không có chữ lộn gì, thấy không? Thương lắm ha. Thương vợ lắm, thấy tội nghiệp. Ở trong điện thoại của nó còn lại đó. Dạ. Cái số điện thoại của vợ nó hai số, nó đầy chữ vợ yêu. Ồ. Thấy tội nghiệp vậy. Vợ yêu. Ừ. Số của vợ yêu á. Nên bác giờ bác thấy bác muốn khóc rồi. Thấy tội nghiệp nó. Nó biết thương vợ nó mà. Vâng. Tội ha. Nên thật là bác chó hết rồi. Bác coi bác gặp cái bác muốn khóc liền ha. Trời ơi, thấy một cái nước mắt khóc liền. Thiệt. Cái số trên người của ông bạn nè, còn hai số dưới nó đầy chữ vợ yêu, là mình biết của vợ nó cái số điện thoại á. Dạ. Tội nghiệp ha. Nên nó đâu có giận hờn gì với nhau. Thương nhau. Nó bị phát hiện cái bệnh á. Bị nặng nhất là bị hai cái, bị viêm màng não rồi tâm thần nữa, thành ra nó chịu hết nổi. Lên cơn á. Người ta là tâm thần một cái thôi. Còn này nó viêm màng não luôn. Tội nghiệp. Cháu là đứa cháu nó thông minh lắm hả? Hả? Khôn lắm hả? Con nó khôn lắm hả? Ờ. À, nhỏ bé tội nghiệp lắm. Cái dễ thương lắm. À. Nó theo ông không? Hả? Nó thương ông không? À, trước đó ông có hỏi nó, bác hỏi nó, ông nội chết con có buồn không? Bị lô tai điếc á, thật là bác không có nghe, ai về đâu nói đi trước bác, tội nghiệp. Có mình nó là cháu nội trai. Bác có thằng cháu nội còn nhiều là gái không? Cúc hàng cho nó tôm đi luôn. Mà cầu cái đó cháu ơi. Không biết cái cô hồn nào mà nó dục quá nặng. Cô hồn đấy đúng rồi. Ông nói này đúng. Là cô hồn, bác biết. Ừ, chắc có. Mà mình không để ý mấy cái đó. Cúng. Ừ. Bác cúng hàng ngày á. Ừ.